trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chương trình này, chúng tôi sẽ thông tin vấn đề đang được quan tâm hiện nay, đó là quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bởi dự án chiến lược này đang vấp phải nhiều tranh cãi từ phía người dân, đó là tiền đền bù và ranh giới giải phóng mặt bằng của dự án. Cụ thể hai vấn đề này như thế nào và phía cơ quan quản lý cùng các chuyên gia có những phương hướng giải quyết vấn đề này ra sao? Làm sao để trung tâm tài chính lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành đúng tiến độ sau 22 năm triển khai vẫn còn bất đồng quan điểm? Tất cả sẽ có trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này. Ngày 4 tháng 6 năm 1996, khu đô thị mới Thủ Thiêm được công bố trong quyết định 367 của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt với mục tiêu xây dựng 930 ha vùng đầm lầy quận 2 thành khu đô thị mới hiện đại về cơ sở hạ tầng và nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh và là trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ, là đầu mối giao lưu trong nước và quốc tế. Cái tầm nhìn đối với của thành phố đối với khu vực này xem như là một cái khu vực trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên các cái quy hoạch về hạ tầng giao thông, ví dụ như là các tuyến metro, rồi các cái cơ sở hạ tầng như là trung tâm thể dục thể thao, rồi các cái cầu, các cái liên kết giữa phòng vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh với các cái tỉnh thành khác, và đồng thời kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với hướng ra biển Đông. Thì với cái vị trí như vậy, đặc biệt là bán đảo Thủ Thiêm thì cũng là liền kề với trung tâm của thành phố, cho nên thì cái sức hấp dẫn của cái khu vực Thủ Thiêm và nói riêng và cái khu vực Đông thành phố Hồ Chí Minh. Trong tổng diện tích 930 ha, dự án chia làm hai khu, đó là khu đô thị mới và khu tái định cư. Trong đó, 770 ha dành cho khu đô thị mới và 160 ha là khu tái định cư, với tổng quy mô dân số khu đô thị Thủ Thiêm là 245.000 người. Trong đó, điểm nhấn của trung tâm tài chính lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh nằm ở 7 phân khu chức năng, gồm trung tâm thương mại tài chính dịch vụ, khu trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, khu trung tâm văn hóa du lịch giải trí, khu nhà ở cao cấp, công viên trung tâm, khu trung tâm hành chính và đất dành cho giao thông. Các cái công trình hạ tầng phát triển ở Thủ Thiêm thì nó được điều chỉnh bởi cái luật đầu tư công, và luật đầu tư công thì cũng mới ban hành năm 2014 và có hiệu lực bắt đầu từ 2015, thì nó là một cái hành lang pháp lý rất là lớn, rất là cơ bản cho cái việc phát triển hạ tầng ở Thủ Thiêm. Cái thứ hai nữa là về cái nghị quyết Trung ương 16 thì cũng xác định rõ về cái việc quy hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, trong đó thì cũng có nhấn mạnh một trong những cái nội dung, đó là phải phát triển mang tính chất đột phá về hạ tầng, mà trong đó thì có khu vực Thủ Thiêm. Dự án chính thức khởi động vào năm 2002 khi Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu hồi 930 ha để thực hiện khu đô thị Thủ Thiêm, với tổng kinh phí dự kiến gần 30.000 tỷ đồng dành cho bồi thường và tái định cư. Sau 16 năm, hiện công tác giải phóng mặt bằng đến nay đã đạt 99% và di dời được khoảng 15.000 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu. Đến nay, công trình chiến lược này đã thành hình với 382 ha đất phát triển nhà ở và 334 ha đất khác để phát triển các khu thương mại. Ngoài ra, đã có 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới được xây dựng với tổng chiều dài 11,9 km, 5 cây cầu, 1 hầm chui để kết nối bán đảo với trung tâm và 12.500 căn hộ tái định cư. Trong khi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn đang trong tiến trình hoàn thiện, thì mới đây trong cuộc tiếp xúc cử tri quận 2 của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị mới Thủ Thiêm nóng lên khi vấp phải nhiều tranh cãi từ phía người dân, trong đó nổi lên hai vấn đề, đó là ranh giới quy hoạch và giá đền bù giải phóng mặt bằng. Cụ thể người dân phản ánh điều gì, cơ quan chức năng trả lời ra sao về những thắc mắc của người dân? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Thưa quý vị, đây là ngôi nhà của cô Lê Thị Hồng Vân ở đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2. Ngôi nhà duy nhất còn sót lại sau 6 năm tiến hành giải tỏa mặt bằng để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là khu vực phải di dời giải tỏa để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng người dân ở đây lại cho rằng đất khu vực phường An Khánh không nằm trong ranh quy hoạch của dự án Thủ Thiêm. Cho nên dù đã di dời 6 năm, nhưng tranh cãi giữa người dân và chính quyền vẫn đang xảy ra vì bất đồng trong ranh giới quy hoạch.
tôi là không nằm trong dự án. Quá như tôi biết là không nằm trong dự án. Không nằm trong dự án là tôi ở thôi. Phường này là không trong nằm trong quy hoạch. Nếu nằm trong quy hoạch thì là chỉ có phường An Lợi Đông, phường An Khánh, còn chúng tôi nằm ngoài ranh quy hoạch. Đưa cho phóng viên tấm bản đồ được cho là quy hoạch chi tiết 1/2000 của năm 1998 do kiến trúc sư trưởng Nguyễn Văn Năm thiết kế. Những người dân này cho biết chỉ có phường An Phú, Thành Mỹ Lợi, Bình An là nằm trong ranh 930 hecta khu đô thị Thủ Thiêm, còn phường Bình Khánh thì không. Tuy nhiên, trong câu chuyện bản đồ quy hoạch còn nhiều dấu hỏi. Bởi qua tìm hiểu của phóng viên VITV, thì ngoài bản đồ quy hoạch gốc tỷ lệ 1/5000 ban hành vào năm 1996, thì trong giai đoạn 7 năm kể từ năm 2005 đến năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra 3 quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 cho phù hợp với tình hình thực tế. Liệu có hay không hiểu lầm trong căn cứ xác định ranh quy hoạch giữa người dân và chính quyền? Về nguyên tắc thì quy hoạch nó có thể thay đổi. Nó chỉ là vấn đề là nó làm đúng cái thẩm quyền. Ví dụ như là Thủ tướng đã phê duyệt một cái quy hoạch tại một cái thời điểm nào đấy. Ví dụ nay cần phải thay đổi cho nó phù hợp với cái thời điểm về kinh tế, xã hội, về địa lý có rất là nhiều yếu tố thì cũng có thể thay đổi quy hoạch. Quá trình phát triển thì nó phải thay đổi. Và quy hoạch thì ngay cả luật quy hoạch hiện nay là quy hoạch thì cũng 10 năm thay đổi một lần. Cho nên là vấn đề là cái thay đổi đó thì người ta phải biết. Những người dân phải biết, doanh nghiệp phải biết để mà tham gia vào kiểm tra các cái vấn đề đó. Thực tế là trong khi người dân vẫn dựa vào tấm bản đồ quy hoạch đầu tiên năm 1998 để xác định ranh đất quy hoạch, còn cơ sở thu hồi đất của chính quyền vẫn chưa ngã ngũ, bởi bản đồ gốc 1/5000 đã thất lạc, cho nên mâu thuẫn trong việc phân định ranh giới quy hoạch vẫn chưa có lời đáp. Tôi phải chấp nhận. Nhưng mà tôi vẫn khiếu nại, và đến bây giờ tôi vẫn khiếu nại. Và tôi khiếu nại về cái sai của chính quyền là không có quyết định, không có phương án đền bù, không có như vậy là thông qua dân về các cái dự án, nhưng mà vẫn cứ làm, vẫn cứ cưỡng chế, vẫn cứ dùng chính quyền để ép buộc. Chưa tìm thấy cái hồ sơ này nó nằm trong bộ hồ sơ lưu, chứ không phải là không có. Thành phố đang chỉ đạo truy cho bằng được, nó nằm ở đâu, bằng mỗi cách. Việc xác định ranh giới quy hoạch chưa ngã ngũ thì việc bồi thường giải phóng mặt bằng cũng xuất hiện tranh cãi, khi người dân cho rằng số tiền bồi thường 18 triệu đồng mỗi mét vuông là không hợp lý, bởi giá này thấp hơn giá thị trường. Lúc đó tôi đi ra phường xong, tôi tìm đất ở đường Trần Não này, trong đó 500 mét vuông của tôi đi ra ngoài này, tôi chỉ mua được có 35 mét. Đất thì 200 ngàn một mét thôi, đặt cộng sâu lại là nó bồi thường 27 triệu mấy, kêu mình lên chung cư mà lên chung cư, cho mình một phòng mà còn một tháng mình phải đóng cho nó 2,5 triệu, coi như là không phải là mua đất của nó nha, coi như là mình mướn của nó thôi. Trong câu chuyện chênh lệch giữa giá bồi thường của chính quyền quận 2 so với giá thị trường cũng có vấn đề. Bởi nhà nước bồi thường phải dựa trên bảng giá đất ban hành 5 năm một lần. Nếu tính vào thời điểm năm 2012 thì bảng giá đất ở đô thị quận 2 tại đường Lương Định Của, phường An Phú dao động từ 3,9 triệu đồng đến 6,6 triệu đồng mỗi mét vuông. Tính chung bảng giá đất quận 2 năm 2012 cao nhất là ở đường Trần Não với 11 triệu đồng mỗi mét vuông, còn các khu vực còn lại giá chỉ dao động quanh một con số, trong khi đó giá thị trường lại ở mức khác. Khung giữ ở đây thứ nhất là để cái khuôn khổ đấy là một, để đảm bảo cái sự ổn định. Thứ hai là cái gì ạ? Giá giáp danh giữa các địa phương. Tức là không thể nào nếu anh để thả ra các địa phương thì sẽ có tình trạng giữa địa phương nào địa phương thì nó sẽ có khung giá nhất, khung kiện ấy. Cái đấy là cũng là khi mà tổng kết luật đất đai 2003, đấy là cũng một trong những lý do tại sao kiện nhiều. Kiện bởi vì giữa, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh với một cái ông Bình Dương chẳng hạn, nó có xem nhau, ví dụ như Hà Nội với Hải Dương, cả Hưng Yên chẳng hạn, cứ giá rất danh giữa hai ông đấy là kiện nhau. Vì ngay bên này là nếu mà giá của Hà Nội là rất cao, nhưng bên cạnh ông Hưng Yên là giá sẽ khác. Nên đấy là cái khung, tại sao để giữ khung. Thứ nhất là nếu nhà nước đi đền bù giải tỏa thì phải phụ thuộc loại công trình nào. Công trình phục vụ an sinh, công trình phục vụ cộng đồng hay công trình phục vụ cho một cái đơn vị kinh doanh cá nhân. Khu đô thị Thủ Thiêm là dự án công đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên giá đền bù cũng theo quy định. Chưa kể theo các chuyên gia, đất sau khi được thu hồi và bàn giao lại cho chủ đầu tư để xây dựng các dự án theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng cũng phát sinh tranh cãi. Bởi sau thời gian xây dựng, giá trị đất đã lũy tiến, vượt xa giá trị khi đền bù với người dân đến 20 lần.
cho nên mới có câu chuyện người dân không thỏa mãn. Thì với cái cơ chế mà làm việc trực tiếp với doanh nghiệp nó như hiện tại thì là nó xảy ra gọi là hai đầu trục trặc. Thứ nhất là đưa cái dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thì theo mô hình gọi là đối tác công tư với cái cách hiện tại ấy, và gần như là chỉ có một cái nhà đầu tư thôi, một cái người thôi, thì cái không có thực hiện được cái quá trình đấu thầu cạnh tranh. Nó không đấu thầu cạnh tranh ấy, thì có cái bên mà xây dựng người ta có một cái quyền, một có cái quyền lực hay một cái khả năng rất lớn để nâng cái giá trị công trình. Nếu mà chúng ta kiểm soát một cách chặt chẽ cái việc mà thực hiện hình thức BT, BOT hoặc PPP thì chúng ta sẽ kiểm soát được cả cái giá thành của công trình. Chúng ta sẽ kiểm soát được cái mức lợi nhuận mà nhà đầu tư đạt được trong quá trình thi công công trình đó, cũng như chúng ta kiểm soát được cái giá trị đất mà chúng ta đối ứng cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành bàn giao công trình ở một cái mức giá khai thác hợp lý nhất. Theo các chuyên gia, việc đổi đất lấy hạ tầng là phương thức phù hợp với thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh, bởi ngân sách thành phố không đủ xây dựng khu đô thị mới. Cho nên để có 30.000 tỷ đồng cho Thủ Thiêm thì thành phố phải huy động thêm nguồn vốn xã hội hóa. Nhưng vấn đề là do chênh lệch quá lớn về giá trị đất giữa đền bù và giá thị trường dẫn đến người dân phản ứng. Người dân cũng có cái lý của họ và chính quyền cũng có cái khó của mình. Về chủ trương thì khu đô thị mới Thủ Thiêm là dự án chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung. Cho nên bán đảo quận 2 này phải tiếp tục được hoàn thành trong thời gian tới. Câu hỏi đặt ra hiện nay là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích giữa ba bên, nhà nước, người dân và nhà đầu tư để dự án này tiếp tục đi đúng tiến độ. Đó là nội dung trong những khuyến nghị ngay sau đây. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Vấn đề là cái cách thức là chúng ta thực hiện nó như thế nào. Ví dụ ta đổi các cái hợp đồng như là luật sư Khoa nói có được công khai để cho nhiều cái đối tượng có thể tham gia vào cái PPP này không, hay là chỉ trong một giới hạn một vài nhà đầu tư mới được tham gia cái này. Ở đây nó là cái do cái cách làm không phải mô hình. Cái mô hình về PPP đổi đất lấy hạ tầng hay là gì đó là cái mô hình bình thường. Nhưng mà cái cách làm sao để mà cộng đồng doanh nghiệp có thể tham gia vào được. Không chỉ một vài doanh nghiệp mà cộng đồng doanh nghiệp có thể tham gia được một cách công khai. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì đây là một cái mô hình rất là tốt. Hiện nay đó, chúng tôi được biết là quan điểm chỉ đạo chung từ chính phủ cho đến lãnh đạo thành phố là đang chỉ đạo một cái hướng là thực hiện các dự án theo hình thức PPP hoặc là BT trong thời gian tới sẽ thực hiện chủ yếu dưới hình thức là đấu thầu rộng rãi công khai trong nước hoặc đấu thầu rộng rãi công khai quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Và như chúng ta biết rằng chẳng hạn như một cái dự án PPP là có đổi đất để lấy công trình hạ tầng thì cái dự án này là sẽ được đấu thầu trọn gói từ cái công trình nhận thầu thi công công trình cũng như là giá trị các khu đất để được giao cho nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành bàn giao công trình hạ tầng đô thị. Thì cái phương thức này nó sẽ làm cho cái môi trường kinh doanh của đất nước, của thành phố trở nên minh bạch hơn, lành mạnh hơn, bình đẳng hơn và cạnh tranh lành mạnh. Đây là một cái điều rất là tốt. Thực ra ở đây nó có hai cái chìa khóa, tức là có rất nhiều cái điều kiện, nhưng mà đây có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là cái tính minh bạch, thứ hai nữa là năng lực của khu vực công, tức là năng lực của nhà nước. Năng lực của nhà nước cụ thể ở đây là có thể là đánh giá cái hiệu quả của dự án, đánh giá tất cả cái chi phí liên quan và kiểm soát các rủi ro. Thì cái năng lực ở nhà nước đây gồm có hai phần cơ bản. Cái thứ nhất là năng lực bình thường chúng ta nói, tức là có những người có khả năng, có đủ trình độ quản lý, có đủ trình độ để mà đánh giá rủi ro, thẩm định dự án, tất cả mọi thứ. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai nữa là cái động cơ. Ví dụ có những người mà có khả năng như thế, nhưng mà cái động cơ đó nếu mà không minh bạch, có điều này điều kia, có gọi là có những cái tiêu cực, có tham nhũng, thì nếu mà có năng lực bình thường thì người ta cũng không có cái động cơ để mà làm cho tốt cái dự án tài chính. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai nó đảm bảo cho cái điều kiện thứ nhất, có nghĩa là minh bạch qua một cái quá trình gọi là công khai ấy, thì nó giảm được những cái vấn đề tiêu cực, nó giảm được những cái thất thoát lãng phí. Đó là cái cách mà rất nhiều nước người ta đã làm và người ta đã triển khai thành công. Đó là những giải pháp lâu dài mà các chuyên gia đưa ra trong thời gian tới. Còn trong ngắn hạn, ngày 15 tháng 5, trong cuộc họp với các bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Thanh tra Chính phủ rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại của người dân về việc thu hồi đất
bồi thường, hỗ trợ tái định cư và báo cáo cho Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2018, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân TP.HCM ra soát giải quyết các khiếu nại cho người dân theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.